hàng nghìn người dân đổ về quê trong đêm gây ùn tắc nghiêm trọng tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày 30 tháng 9, sau khi thành phố Hồ Chí Minh gỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch, hàng nghìn người dân đã đi xe máy chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh chạy về hướng các tỉnh miền Tây. Theo đó, từ khoảng 17 giờ, nhiều người dân đã đổ về chốt kiểm soát giáp ranh giữa huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nằm trên quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Tân Túc để về miền Tây. Ở lại không có sữa, không có tiền mua sữa cho con uống cũng vậy à. Về quê đi mình mượn anh em, dòng họ đâu được. Còn ở trên đây biết mượn ai giờ. Đến tối, lượng người đổ về ngày càng đông khiến quốc lộ ùn tắc. Nhiều người cho biết đã mất việc, kẹt lại thành phố đã 4 tháng, không còn tiền sinh hoạt, trả nhà trọ. Nghe nói tối nay thành phố mở cửa nên tìm cách về quê. Trong khi đó, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ liên tục phát loa, đề nghị người dân quay trở về nơi xuất phát để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.